Hi, xin chào các bạn. Là nhà Lên đây. Hôm nay chúng mình sẽ đến với một mẫu túi cực kỳ dễ thương nhé các bạn. Mẫu túi này sẽ gồm các phụ kiện như mặt kính mica nè các bạn. Ở đây các bạn gỡ ra giúp mình cái phần rì xung quanh thôi để mình có thể tiện mình việc móc. Các bạn khoan gỡ mặt trong nha, tại vì mặt trong sẽ làm cho cái khi các bạn gỡ ra sẽ làm cho cái túi mình nó dễ bị trầy. Và phụ kiện tiếp theo đó chính là sợi vải và cây kim móc. Các bạn sẽ bắt đầu móc ở mặt ngoài như thế này. Đầu tiên các bạn sẽ xỏ kim móc vào và các bạn sẽ luồn, kéo cái kim móc luồn qua trong cái phần mặt kính mica. Các bạn nhớ nhẹ nhàng thôi nha, tránh để mặt kính của mình bị vỡ nhé. Khi bắt các bạn móc thì các bạn sẽ dùng tay để kẹp vô cố định như thế này. Và các bạn sẽ luồn để các bạn thay đổi sợi, điều chỉnh cái sợi dây của mình khi mà mình bắt đầu đan. Đây mình sẽ bắt đầu móc nha các bạn. Các bạn sẽ sử dụng mũi đơn để móc. Đầu tiên các bạn sẽ lên một mũi bính trước và sau đó các bạn sẽ bắt đầu móc mũi đơn. Các bạn sẽ sử dụng kim móc và kéo nhẹ cái phần sợi vải của mình qua như thế này để tạo thành một mũi bính. Sau khi móc xong một mũi bính, các bạn sẽ tiến hành móc những mũi đơn giúp mình xung quanh cái ô của những cái ô tròn của cái mặt kính mica. Các bạn sẽ sử dụng kim đâm vào vị trí này và các bạn sẽ kéo cái phần len dư ở đoạn dây lúc nãy kẹp lên trên để các bạn giấu vào trong cái phần chúng ta sẽ bắt đầu móc như thế này. Rồi các bạn sẽ kéo qua. Đây là mình sẽ sử dụng mũi đơn nha các bạn. Rồi các bạn sẽ sử dụng kim. Các bạn luồn cái phần dây trên tay, kéo qua hai cái sợi dây đó là thành mũi đơn. Đây các bạn kéo nhẹ nhàng thôi nha. Đây là xong được một mũi đơn rồi các bạn. Tương tự các bạn sẽ móc cho tới hết những cái ô tròn nha. Đây chuẩn bị kéo qua là các bạn sẽ được một mũi đơn thứ hai như thế này. Các bạn nhớ làm nhẹ nhàng thôi nha, bởi vì mặt kính của mica của chúng ta sẽ rất dễ bị vỡ nên các bạn phải nhẹ nhàng đối với nó. Rồi đến ngay vị trí cuối cùng, chúng ta cũng sẽ móc một mũi đơn trong cái vị trí ô trước đó. Đây chúng ta sẽ móc một mũi đơn rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng một mũi kết để kết nó lại với cái bính nãy, với cái mũi đơn trước mũi bính phía sau mũi bính nãy chúng ta làm là cái màu vàng đó các bạn. Ở đó chúng ta sẽ sử dụng mũi kết. Sau khi thực hiện xong mũi đơn thì chúng ta sẽ sử dụng mũi kết. Chúng ta sẽ kết lại ở ngay vị trí cái ô màu vàng này các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ đâm vào như thế này cho cái ô của mình được bự ra để chúng ta dễ dàng xỏ đâm kim vào lúc mà chúng ta móc. Mũi kết là thay vì các bạn móc kiểu mũi đơn thì các bạn sẽ luồn cái sợi dây qua và các bạn sẽ rút nó lại luôn, không có cần phải lên mũi. Sau khi xong mũi kết, chúng ta sẽ tiến hành móc một mũi bính, rồi tiếp theo chúng ta sẽ móc những mũi đơn nha các bạn. Mũi bính đây, các bạn sẽ kéo qua hẳn luôn. Chúng ta sẽ bắt đầu móc
những mũi đơn tương tự cho tới hết những cái hàng này nha các bạn. Đối với móc mũi đơn thì sẽ giống nãy giờ chúng ta đã móc. Chúng ta sẽ bắt đầu đâm kim vào cái vị trí mà ô màu vàng để chúng ta lúc nãy chúng ta làm mũi bính, để chúng ta bắt đầu làm mũi đơn luôn nha. Nếu các bạn bỏ qua ô đó thì các bạn sẽ bị hụt, làm cho cái túi của mình sẽ mất cân đối. Và tương tự các bạn sẽ móc mũi đơn cho tới hết hàng. Ngay vị trí mũi kết thì các bạn có thể sử dụng cái kim ghim khâu hoặc là cái kim đan của mình để mình cố định lại để mình dễ phân biệt nha. Đây là sau khi chúng ta làm xong rồi các bạn. Ở đây có hai vị trí mà chúng ta còn phải lưu ý, là vị trí mũi bính cuối cùng là ngay cái kim màu xanh, và vị trí mũi đơn đầu tiên là ngay kim màu đỏ. Các bạn sẽ móc tới vị trí màu, cái sợi len màu trắng này thì các bạn sẽ ngừng, và các bạn sẽ móc qua cái đầu của cái phần len màu vàng, tại vì ở giữa đó chúng ta là đã có không có mũi mà các bạn đâm kim vào móc nữa thì nó sẽ gây dư mũi, thì cũng làm cái túi mình không được đẹp nha. Các bạn chỉ bắt đầu móc ở trên những cái mũi đơn ở hàng trước thôi. Rồi đối với mũi này thì chúng ta sẽ sử dụng mũi kết để kết nó lại như thế này, là hai đầu, và sau đó chúng ta sẽ làm một mũi bính. Tương tự chúng ta cứ làm cho tới hết những cái hàng sau này nha các bạn.
Và đây là hết hàng thứ ba nè các bạn. Các bạn cũng sẽ bắt đầu sử dụng khâu lại mũi kết giống như nãy giờ chúng ta đã làm. Rồi các bạn sẽ sử dụng kéo để cắt một đoạn dư ra và các bạn dùng cái sợi len qua để làm mũi kết nha các bạn. Chúng ta cũng làm tương tự đối với mặt kính mica còn lại nha các bạn. Và đây là chúng ta được hai cái mặt kính mica rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khâu nó lại nha. Các bạn lấy sợi len các bạn quấn giúp mình là ba sợi mặt trước và ba sợi mặt sau như thế này nha. Rồi sau đó các bạn sẽ bắt đầu khâu. Các bạn cũng kéo rút qua cho mình như thế này để mình bắt đầu mình sẽ dùng khâu nha. Ở đây mình sẽ khâu khoen đê vào trong cái hai mặt kính mica này luôn nhé. Các bạn sẽ lộn ngược nó ra như thế này. Khi mà các bạn đang mặt trong thì lúc mà các bạn lộn ngược ra như thế này thì nó sẽ ra mặt ngoài, sẽ làm cái túi mình được đẹp hơn nha. Rồi bây giờ các bạn gỡ cái mặt trong của nó ra thì các bạn sẽ thấy nó sẽ được như thế này nhé, chứ không phải là cái mặt mica của mình bị vấn đề nha các bạn. Đây, bắt đầu chúng ta sẽ khâu ráp nó lại nè. Chúng ta sẽ bắt đầu khâu ráp ngay vị trí lúc mà chúng ta làm mũi kết nha các bạn. Đây, bạn sẽ khâu lại như thế này. Ở đây mình sử dụng cái kim móc nên sẽ khó khâu hơn so với các bạn sử dụng kim khâu nha. Khi các bạn sử dụng kim khâu thì các bạn sẽ khâu đơn giản hơn. Và các bạn nhớ là khâu hay tương ứng từng ô như thế này giúp mình nha, để nó không bị lộ vân ra ngoài. Các bạn sẽ khâu chiều ngang chứ không phải là khâu ở phía mặt trên. Khâu được một đoạn thì các bạn tiến hành gắn khoen đê vào giúp mình như thế này. Các bạn sẽ sử dụng luồn nó qua. Ở đây cái kim móc của mình đang hình thành vị trí là cái kim khâu nha các bạn. Nếu các bạn có kim khâu làm thì sẽ tiện hơn so với việc sử dụng kim móc như thế này.
các bạn sẽ lưu ý là khâu cho cái phần khoen đê của mình không có bị lộ ra những cái phần gân của nó nha các bạn. Đây các bạn sẽ khâu và các bạn giấu vào trong cái phần mà chúng ta đã đan như thế này. Rồi sau khi khâu xong khoen đê, các bạn sẽ tiến hành khâu hết cái dòng túi vào đến cái phần đối diện của khoen đê bên cạnh, thì các bạn sẽ bắt đầu thêm cái khoen đê còn lại vào. Rồi tới đây các bạn bắt đầu cân coi giúp mình là cho hai cái bên cân xứng nha các bạn. Và để các bạn bắt đầu khâu cái khoen đê còn lại vào. Và các bạn nhớ chuông một đoạn ở phía giữa để mình có thể dễ dàng bỏ đô, hoặc là chúng ta có thể làm giấy kéo nha. Rồi đây là chúng ta đã khâu xong khoen đê này các bạn. Các bạn sẽ đi thêm vài đường khâu nữa để làm cho cái túi mình được khít lại. Và các bạn sẽ sử dụng làm mũi kết cho mình nha. Đây, mũi kết như thế này các bạn. Sau khi thực hiện xong mũi kết, chúng ta sẽ bắt đầu luồn cái phần sợi vải dư thừa vào trong những cái phần mà chúng ta đã móc như thế này. Các bạn sẽ luồn theo chiều ngang thôi nha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ cắt cái phần dư thừa đó ra. Và đây là chúng ta đã xong thành phẩm rồi các bạn. Các bạn sẽ lấy dây xích để móc lên thôi nhé. Ở đây chúng ta sẽ bỏ thêm một con gấu vào để trang trí cái túi nè. Ta-da, vậy là thành phẩm của ngày hôm nay của chúng ta đã hoàn thành rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi nhà Len nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì nhớ like và subscribe kênh của tụi mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.